Hành động táo tợn của hai nam thanh niên sau khi giật túi sách, sau khi giật túi sách từ một người phụ nữ, hai nam thanh niên đi xe máy còn đe dọa người đuổi theo. Từ hôm mùng 2 tháng 3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh khoảng tối cùng ngày, anh TDT 23 tuổi, quê Bình Phước điều khiển xe máy chở theo bạn gái 22 tuổi từ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh sang quận 6 để ăn tối. Khi đến đường Kinh Dương Vương phường 13, quận 6 thì bất ngờ từ phía sau, hai thanh niên chạy xe máy áp sát rồi giật túi sách trên người bạn gái anh T. Lúc này, anh T tăng ga đuổi theo thì kẻ cướp ra hành động đe dọa. Vụ việc được camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường ghi lại. Anh T cho biết sau khi giật được túi sách, hai thanh niên đi xe máy khác được cho là đồng bọn của kẻ cướp cũng vọt lên uy hiếp rồi cho xe vào đường nhánh tẩu thoát. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong túi sách có một điện thoại và hai bóp đựng tiền. Hiện nạn nhân chưa trình báo công an.